Trường Sa giờ đây đã không còn xa nữa. Những tình cảm yêu thương từ đất liền đã đưa Trường Sa hiện hữu đầy đủ cảnh vật của quê hương. Giữa biển khơi, những ngôi chùa ở quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa là những địa điểm linh thiêng khẳng định Phật giáo có mặt và đồng hành cùng người dân vùng biển đảo. Tại mỗi điểm đảo, đoàn công tác Bình Dương đều dành thời gian đến thắp hương tại các cảnh chùa, cột mốc tâm linh của quân dân quần đảo Trường Sa. Giữa biển khơi, những ngôi chùa khẳng định văn hóa tâm linh của người Việt, của người dân trong những chuyến đánh bắt ngoài khơi xa, cũng như quân và dân trên các hòn đảo này, là những cột mốc khẳng định chủ quyền tại quần đảo Trường Sa. Trên đảo chúng tôi có xây dựng chùa Sinh Tồn Đông. Đây là một cái nội dung để thông qua đó là tuyên truyền biển, khẳng định cái chủ quyền của Việt Nam và là củng cố hơn cái đời sống tâm linh, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Bằng những cái tình cảm mà đất liền đã gửi gắm cho chúng tôi quyết tâm rèn luyện thật tốt, luôn luôn phát huy truyền thống của bộ đội Trường Sa, người chiến sĩ hải quân, thì học tập tốt, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi đảo xa, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, thiếu thốn trăm bề. Nhưng hàng ngày người dân trên đảo vẫn ấm lòng khi nghe tiếng chuông ngân vang. Giữa muôn trùng sóng gió, một câu kinh kệ giúp quân và dân, các ngư dân thêm yên tâm bám biển, giữ vững chủ quyền. Đối với họ, 6 ngôi chùa ở quần đảo Trường Sa làm cho đất liền luôn hiện hữu trong tâm trí, trở thành điểm tựa tâm linh. Để họ không cảm thấy cô đơn, mỗi khi có dịp lên đảo là họ đến chùa thắp hương, niệm Phật, mong trời yên, biển lặng, để quốc thái dân an, bà con làm ăn thuận lợi. Chuông chùa ở sớm, đó là tiếng ngân, rồi cái âm thanh đấy tạo sự gần gũi đất liền. Sáng, ba rưỡi đánh chuông, 4 giờ tiếng gõ mõ, khiến bà con mình biết giờ giấc để đi làm. Chiều tối, 6 rưỡi đánh chuông, 7 giờ tụng kinh thì biết bà con mình giờ nghỉ ngơi, ăn uống các kiểu. Thì cái thời khóa đấy thì ra đây thì mình đổi sớm một chút, nhưng mà khiến cho những nơi xa xôi, lỡ có những cái gì giông bão vậy, bà con ngồi bờ, xa ngồi bờ hòn đảo, họ nghe tiếng chuông, họ biết gần đảo. Còn riêng chiến sĩ mình trên đảo thì nghe được âm thanh hay gì đấy, thì giống như mình đang ở đất liền, chứ không phải là ở xa xôi miền Tổ quốc nào. Những ngôi chùa ở Trường Sa không chỉ là địa điểm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống của cư dân huyện đảo và ngư dân, mà còn là sự thể hiện cụ thể và sinh động đời sống văn hóa tinh thần của người Việt nơi biển đảo từ xa xưa. Chùa ở Trường Sa thể hiện nét văn hóa với cốt lõi là tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm, quyết tâm bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo.